Xin chào các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube. Thì hôm nay Khoa xin giới thiệu và tư vấn cho các anh chị và các bạn căn studio của phân khu Ariami và đặc biệt là khu S6 nha các anh chị. Hiện bây giờ đang có cái rổ hàng studio view nội khu hồ cá koi vườn Nhật của bên S6 rất là đẹp. Nhưng mà đặc biệt là bên S6 chị hỗ trợ những cái căn mà view bên nội khu bên trong như thế này nè các anh chị. Từ những căn 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ và 1 ngủ cộng, những căn mặt bên trong này và những căn ở đây là sẽ là chỉ hỗ trợ vay maximum 45% thôi các anh chị, chứ không được 80% nha. Đó là cái điểm đáng lưu ý. Và đặc biệt Khoa đang có những cái trục căn như thế này. Đây là những căn studio nè các anh chị. Cái view hồ cá koi rất là đẹp. Đây là cái tòa S603. S602 bên đây và S603 ở đây. Thì S603 hiện đang có những căn trục số 8. Ở đây là các anh chị, trục số 8 là những căn này ha. Đây chúng ta thấy là nhô ra là những căn này, view ở đây là trục số 8 từ ở trên xuống. Và căn trục số 11 là nó nằm bên trong này. Đây là view trực diện hồ cá koi luôn các anh chị. Hồ cá koi ở đây rất là đẹp nha, lớn hơn cả hồ bơi ở bên đây luôn. Và bên đây là khu thể dục thể thao và bên đây là cái công viên của khu S7 đây. S6 với S7 chúng ta thông nhau rất là nhiều khu công viên. Thì Khoa đang có cái căn ở lầu 3 các anh chị. Tầng trệt là lầu 1 á. 1, 2, 3. Cái căn mà lầu thấp á. Lầu 3, lầu 6, lầu 8 ở đây. Đang có những căn ở đây và những căn trên cao. Thì những căn lầu thấp view của nội khu cũng khá là đẹp nè các anh chị. Hiện là khoảng là 2 tỷ 2 có VAT nha. 2 tỷ hơn 2 tỷ, 2 tỷ không trăm mấy chục đó cho những căn lầu thấp. À, có VAT nữa là khoảng hơn 2 tỷ 2 chút xíu thôi. Đây là view trực diện hồ cá koi. Thì về chính sách bán hàng đó thì sẽ chia ra làm 8 đợt các anh chị. Khoa show cho các anh chị xem cái chính sách bán hàng luôn nha. Đây, chính sách bán hàng. Thì hỗ trợ vay chỉ có 45% thôi, các anh chị lưu ý nha. Và lãi suất 0% trong 6 tháng, mà 6 tháng kể từ ngày giải ngân. Giải ngân nha các anh chị, giải ngân là cái đợt cuối cùng mới giải ngân. Cái đợt mà thông báo nhận nhà thì mới giải ngân. Thì khi mà chúng ta nhận nhà, chúng ta sẽ được 0% cho tới nửa năm sau đó các anh chị. Đây, thì còn việc thanh toán thì các anh chị sẽ cọc 50 triệu. Sau đó 1-2 ngày chúng ta sẽ ký cái văn bản thỏa thuận cọc. Rồi chúng ta sẽ thanh toán 15%. Và chúng ta sẽ ký hợp đồng mua bán. Ha, chúng ta ký hợp đồng mua bán. Có nghĩa là trong vòng 7 ngày thôi là chúng ta sẽ vô 15%. Đã bao gồm 50 triệu tiền cọc. Sau đó thì cứ mỗi tới ngày 20 tháng 4 nè. Thì trước đó chúng ta hiện thời điểm mà bây giờ chúng ta đã qua ngày 20 tháng 4 rồi. Thì chúng ta sẽ thanh toán 3%. Có nghĩa là 15% cộng với 3% là 18%. Thì cứ sau đó mỗi 1 tháng. Chúng ta nhìn vô ha. Mỗi 1 tháng vào ngày cái mốc là ngày 20. Tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10. Mỗi 1 tháng chúng ta sẽ đóng 3%. Giá có VAT. Và bắt đầu từ tháng này, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 9, tháng 10 thì chúng ta đóng 5%. Và tháng 11 chúng ta đóng 10%. Thì cái, cho tới thời điểm tháng lần 9 này, tháng 11 là chúng ta đóng 50% như các anh chị. Sau đó thì chúng ta đợi cho đến ngày thông báo bàn giao căn hộ. Thì lúc đó chúng ta sẽ đóng phí bổ trì. Đây ở đây. Và cái VAT của 5% giá bán thôi nha. VAT của 5% giá bán chứ không phải là 5%. Và đến lúc này thì ngân hàng mới giải ngân cho mình nè, 45% ở đây. Đó, thì lúc này chúng ta mới bắt đầu tính cái lãi suất 0% kể từ 6 tháng kể từ cái ngày giải ngân này. Có nghĩa là chúng ta nhận nhà về ở nửa năm vẫn chưa đóng lãi với gốc ở đây. Hai cũng tương đương, cũng khá là ưu đãi các anh chị. Không có gắt lắm đâu. Ví dụ như căn 2 tỷ 2 thì chúng ta sẽ canh là trong 1 tỷ 1 chúng ta sẽ thanh toán từ giờ cho tới tháng 11. Đó. Thì cái việc mà họ lãi suất làm ngân hàng mà chúng ta vay 50% thì cái việc
vay 45% thì cái này hồ sơ sẽ khá là ổn anh chị, sẽ nhanh thôi đó. Còn tại sao mà chúng ta lại chọn cái căn này với anh chị, cái căn này và căn này thì view trực diện hồ Cát Coi là chúng ta không nói rồi ha. Và qua xin nói thêm về cái thiết kế đây, ví dụ như cái hình ảnh ở đây, những cái căn mà trục số 11 của chúng ta đây nè, sẽ nhìn trực diện xuống hồ Cát Coi như thế này luôn ha. Chúng ta nhìn xuống trực diện như thế này, những con Cát Coi bơi rất là đẹp đây đó, anh chị thấy không. Và bây giờ thì Khoa xin phân tích sâu thêm về cái mặt bằng của nó đẹp mà đẹp như thế nào. Cũng như đây là cái khu hồ Cát Coi của chúng ta dưới này nha, bên đây, đây là cái căn mà số 11 đây. Thì cái lợi thế của cái căn này là cái lô gia nó nằm ở bên trong này nè các anh chị, chúng ta không có sợ khuất bởi cái này. Cái lô gia này chúng ta sẽ để giặt đồ và phơi đồ thôi, và nguyên cái khu cửa sổ của chúng ta sẽ thấy trọn cái view luôn không. Thiết kế vừa cái cửa ra vào nhà vệ sinh bên đây và cái lô gia nó nằm khuất một bên, thì nó làm cho mình thoáng nguyên cái view này. Nhưng mà có những cái căn á, nó sẽ cái lô gia nó sẽ nằm bên trong đây các anh chị, sẽ bị chiếm diện tích. Những cái căn mà nó tầm khoảng 27-28 mét vuông đó, còn căn này là 33 mét vuông nha các anh chị. Và một cái lợi thế nữa là nó nằm gần cái thang thoát hiểm ở đây sát bên. Và bên đây là cái khu họp kỹ thuật. Cái họp kỹ thuật là chúng ta sẽ không bị chung vách nữa, chúng ta chỉ chung vách một nhà thôi chứ không mới nằm chung vách. Ví dụ như những căn này thì nó lại chung vách của hai nhà. Đó là lợi thế của căn này. Còn căn này thì họ sẽ gần cái thang thoát hiểm, và bên này cái bill này nó sẽ nhô ra ngoài một xíu nè các anh chị, chứ nó không bị lọt thỏm vô bên trong. Anh chị thấy không? Ví dụ như cái căn này đi, chúng ta thấy là nó đang lọt thỏm vô bên trong nè. Còn căn studio này nó khá là tốt, nó nhô ra ngoài và nó sẽ thấy được cái view bên trong dễ hơn, không bị chắn bởi cái căn sát bên. Thì đang có cái rõ hàng rất là đẹp, mà các anh chị nào có tài chính tốt tí xíu mà chúng ta không có cần phải vay maximum 80% thì cái căn hộ này là sự lựa chọn của mình. Thì nếu mà các anh chị thấy hữu ích để sở hữu căn hộ này, view rất là đẹp, giá tốt, thì hiện hầu như là bây giờ giá dưới 2 tỷ cho những dự án sau này đã không còn các anh chị. Các anh chị hãy liên hệ với Khoa sớm qua số điện thoại là 0979676655 để được tư vấn thêm. Khoa sử dụng số điện thoại 0979676655 cho Viber, Zalo, Telegram, WhatsApp. Hiện cái rổ hàng này đang còn nha các anh chị, hãy tranh thủ nha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo.